riêng phần vách này chúng tôi là anh đặt là dày là 2,5 phân và được đục chạm thủ công 100% là bằng tay, đục nổi sâu và rất là sắc nét quý vị nhá. Phần vách này đã rất là giá trị rồi. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại với màn ảnh nhỏ thì hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế phòng khách bao gồm 12 món hàng VIP và hàng đặt của anh Thắng ở tại Lào Cai, anh đặt về cho gia đình ở tại thị trấn Cẩm Khê. Đây, trước mặt quý vị là tổng thể bộ sản phẩm đây. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong cái phần mộc ghế rồi thì tôi có quay lại một video để gửi tới anh Thắng cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Đây là một sản phẩm thuộc phân khúc hàng rất là cao cấp. Anh đặt chúng tôi là hàng dày dặn như có thông số kích thước là hơn các hàng phổ thông rất là nhiều. Và trước tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu vào chi tiết từng sản phẩm để cho quý vị xem được. Đầu tiên là trước mặt quý vị đây là một chiếc đôn. Chiếc đôn này có kích thước là 45, vuông 45 luôn. Khuôn tranh 4 phân, ván 2. Chúng ta nhìn qua là có thấy được những cái chiếc đôn này đã khác những chiếc đôn thông thường rồi. Và tiếp theo là phần ghế này. Phần ghế này thì có kích thước là bề ngang là 107 và sâu 80 phủ bì. Phần chân là chân 12 nhé. Chân 12. Phần khuôn tranh của tôi là làm dày 4 phân, ván 2 phân. Tay là tay đục tay cá. Đây là mẫu ghế hộp tay cá và đục đồng tiền. Đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, nghĩa là khi lúc nào chúng ta cũng đặt tay ở trên một đống tiền như vậy. Đó là ý nghĩa phong thủy nó rất là hay. Cái phần riêng phần vách này chúng tôi là anh đặt là dày là 2,5 phân và được đục chạm thủ công 100% là bằng tay, đục nổi sâu và rất là sắc nét quý vị nhá. Phần vách này đã rất là giá trị rồi. Riêng những phần xương này là dày vuông 8 cm này. Nó phần hàng ngang của chúng tôi quý vị thấy là hàng ngang chúng tôi làm mộng rất là kỹ, làm mộng rất là kỹ. Đây, phần tiếp theo tôi xin giới thiệu đến quý vị là cái phần tay này là tay 12 và dày 7 cm nhé, dày 7 cm này và liền luôn quý vị này, chỗ này là liền luôn này. Còn những sản phẩm thông thường là chúng ta sẽ chắp ở chỗ này, nhưng riêng bộ sản phẩm này chúng tôi là anh đặt chúng tôi là liền, phần tay này là liền, liền cái phần này, này đó. Kể cả những chi tiết như vậy là nó đã khác với hàng thông thường và giá cả nó đã chênh lệch nhau rất nhiều quý vị nhé. Đấy, nên là quý vị sẽ xem kỹ chúng tôi để giới thiệu để biết hiểu tại sao mà những bộ ghế như vậy nó lại có giá thành cao như thế, cao hơn những hàng phổ thông rất là nhiều, bởi vì nó chỉ khác nhau một phần chi tiết nhỏ thôi, một phần chi tiết nhỏ thôi là cái giá này là nó đội lên rất nhiều rồi. Bởi vì những cái tay ghế này chúng tôi cần một khổ gỗ rất là to như vậy thì mới làm liền được nha. Còn hàng thông thường là sẽ chắp thêm một chút như vậy, nó chỉ có một chút thôi mà sẽ giá là rất là chênh nhau rất nhiều đấy. Tiếp theo bên trong này là có, đây là phần chiếc đôn kẹp ghế này. Đôn kẹp ghế này có kích thước là sâu là 55, ngang là 45 và cao là 67, cao bằng mặt tay ghế nhé. Phần gỗ đây quý vị, cái phần gỗ là đây, gỗ rất là đẹp. Chúng tôi chọn gỗ không sâu xia và không dập rác. Anh yêu cầu chúng tôi là không sâu xia, không dập rác. Thì hiện tại là sản phẩm tôi là còn nguyên mộc nên là cái vân gỗ này nó chưa nổi lên đâu quý vị nhá. Khi chúng tôi sơn hoàn thiện rồi, chúng tôi bắn lót rồi thì những cái phần ngu sụn hay là những cái phần vân này sẽ nổi lên này, nổi lên rất là đẹp nhé. Thì khi nào chúng tôi hoàn thiện thì tôi sẽ tiếp tục quay một video clip nữa để giới thiệu cho quý vị có thể xem được cái bộ sản phẩm này nó vip như thế nào. Đi vào phòng trong này là chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này có kích thước là 2,77 m phủ bì, sâu 60. Rồi, quý vị nhìn qua là đã thấy nó rất là khủng rồi nhá, rất là khủng rồi, rất là khủng rồi. Quay lia máy từ từ để cho anh Thắng anh có thể xem được cái phần gỗ của bộ ghế anh đã đặt chúng tôi. Phần gỗ này, rồi phần ván ghế đây, ván ghế đây, phần này rất là tuyệt vời luôn, phần dày 2 phân nhá, rất là chắc chắn thưa quý vị nhá, rất là chắc chắn và vô cùng giá trị. Và 100% là chất liệu hương đá chúng tôi nhập khẩu với Nam Phi. Phần vách này chi tiết làm bằng chạm
các bàn tay này, sắc nét đến từng chi tiết luôn, sắc nét đến từng chi tiết luôn. Anh đặt chúng tôi là thêm một chiếc đôn kẹp ở trong để ở trong cái dài nữa, chắc là anh sẽ dùng để hoa hoặc là để đồ trang trí như là tượng gì đó thì chúng tôi không rõ, đó là yêu cầu của anh. Đây, bên này tiếp theo là hai chiếc ghế tiếp theo đây, tôi sẽ lướt máy để cho anh xem được sản phẩm mình. Anh ở tại Lào Cai này, anh ở xa, rất là xa, cách cơ sở của tôi chừng 200 km. Đây là vách nhà, cảnh này là cảnh tùng nhá, và bốn vách của bộ ghế này là đục tứ quý tùng trúc cúc mai hoa nở bốn mùa, còn vách giữa ghế dài đục sen Việt. Đây là cảnh tùng, đục tùng rất là nét nhá, quá đẹp luôn. Tôi phải dành rất nhiều lời khen cho bộ ghế này rồi, tôi phải dành rất nhiều lời khen cho bộ ghế này rồi. Có lẽ là bây giờ tôi sẽ đi tìm một điểm nào đó để chê bộ sản phẩm này, tìm một điểm nào đó để chê bộ sản phẩm này mới được. Một chiếc ghế tiếp theo, có lẽ là chúng ta chỉ chê một điều là không gian nhà chúng ta không đủ rộng kê bộ này thôi, bởi vì là quý vị thấy được này, nó rất là tốn diện tích để kê được một bộ ghế khủng như vậy. Còn một phòng khách rất là rộng đấy. Cái phần bàn này của chúng tôi là có kích thước là 1m97 và bề ngang là 97. Phần mặt kia là chúng tôi là làm liền tấm nhé, anh đặt chúng tôi là liền tấm. Phần mặt bàn này rất là giá trị này, về kích thước nó rất là lớn, kích thước nó là gần như là một lá của chiếc mặt sạp rồi, nên là nó sẽ vào cái gỗ của hàng gỗ khổ lớn, hàng gỗ khổ lớn thì sẽ tranh tiền rất là nhiều. Chân là chân 12, khuôn tranh là 4, khoảng là dày động 2 cm này. Và đây là một chiếc đôn kẹp bàn, chiếc đôn kẹp bàn này có kích thước là bề ngang là 97, sâu 55 và cao 60, thì là nó sẽ cao bằng chiếc bàn kia, để anh nối thêm chiếc bàn dài ra đó. Thì có phần ngăn kéo nữa, như hiện tại chúng tôi chưa lắp vào. Tất cả các đôn kẹp này là đều có ngăn kéo hết, chúng tôi làm ngăn kéo hết nhé. Đây, tôi lại quay lại tổng thể của bộ ghế này cho quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Và nếu mọi người có nhu cầu thì xin hệ lệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại trên màn chúng tôi để trên biển kia, 0987 510 86. Cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Hiện tại là tôi đang quay ở trong khu vực xưởng sản xuất chúng tôi đây, phía bên trong kia. Phía bên trong này thì hiện tại đang có những cái bộ nghe đỉnh tay 15, 10 món đấy, hàng cực kỳ đẳng cấp luôn. Nghe đỉnh tay 15, hàng 10 món đấy. Đây là một chiếc sập cương đá hàng VIP của khách ở trên Hạ Hòa đây, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện đây. Ngoài ra là còn có rất nhiều những cái sản phẩm khác như là sập phụ, bàn ghế, kệ tivi, bàn thờ, rất là còn đang ngổn ngang rất là nhiều quý vị nhé. Xưởng rất là ngổn ngang đó. Còn dài là tít phía bên ngoài nữa cơ, rất là rộng đó. Thì nếu mà quý vị yêu mến thì hãy đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi được những cái sản phẩm mới nhất của chúng tôi cập nhật hàng ngày. Và quý vị hãy truy cập vào website đồgỗtùng8.com để mọi người có thể xem được thêm những cái sản phẩm khác của tôi nhé. Rồi, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2020. Đây là bộ bàn ghế của anh Thắng. Ok, xin chào mọi người.